Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một chuyến đi từ sân bay Tân Sơn Nhất lên đến Pleiku, Gia Lai. Chúng ta sẽ thưởng thức một cái món đặc sản của Gia Lai, đó là phở hai tô nha các bạn. Đây là một số hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay chúng ta sẽ khởi hành. Bây giờ là cuối tháng 4, chuẩn bị bước vào mùa lễ 30 tháng 4. Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng và chúng ta bắt đầu đáp chuyến bay xuống đến phi trường của sân bay Pleiku rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan một chút xíu về sân bay Pleiku. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn món đặc sản, đó là phở hai tô. Đây là cảng hàng không Pleiku nha các bạn. Đó, đây là máy bay vừa đáp xuống khoảng gần 7 giờ sáng và mọi người đang đi vào trong nhà ga để đi ra ngoài check out và đi ăn sáng. Cảng hàng không Pleiku, nhiệt độ cuối tháng 4, trời cũng không lạnh lắm nha các bạn. Ở đây thì mình thấy không lạnh như ở Đà Lạt cuối tháng 4, nhưng mà buổi sáng 7 giờ thì trời cũng tương đối là mát mẻ bình thường chứ không quá lạnh. Như các bạn cũng có thể thấy là người ta không có mặc quá nhiều áo ấm nha các bạn. Và đây là một con đường rất là nổi tiếng về một cái quán ăn đặc sản, đó là phở khô hồng. Nếu mà các bạn lên Pleiku, các bạn nhất định phải ghé qua quán này. Đây là đặc sản phở hai tô ở Gia Lai nha các bạn. Mình cũng không biết quán này, nhưng được anh taxi chỉ và hướng dẫn đi đến quán này. Đây là quán ăn rất nổi tiếng ở Pleiku. Đây địa chỉ đây các bạn, đường Nguyễn Văn Chỗi, thành phố Pleiku, Gia Lai. Đó, các bạn có thể thấy buổi sáng người ta ăn sáng rất là đông. Đó, các bạn đến đây các bạn cứ search định vị là phở khô hồng nha các bạn. Đường Nguyễn Văn Chỗi, số 22, 24 đường Nguyễn Văn Chỗi, thành phố Pleiku, Gia Lai. Thì đầu tiên là người ta sẽ bưng ra cho các bạn một tô bánh phở như thế này. Nó giống như hủ tiếu các bạn ơi. Đó, xong rồi chúng ta chan cái nước sốt này vào. Cái nước sốt này rất là đặc trưng. Chan cái nước sốt này vào trộn lên thì nó mới ngon. Còn cái chén này là cái chén để chấm thịt bò, chấm bò viên. Đó, người ta cho mỗi tô là một chén này. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ có một cái tô nước, trong đó có rất là nhiều cái loại thịt, rất là ngon. Các bạn nhớ là phở khô hồng nha các bạn, đặc sản phở hai tô ở Pleiku, số 22, 24 đường Nguyễn Văn Chỗi, thành phố Pleiku, Gia Lai. Đến đây thì nhất định phải ăn cái đặc sản ở nơi này, phở hai tô Gia Lai. Đó, chúng ta có một dĩa rau, rồi có ớt, có chanh, sa tế, rất là giống ở Sài Gòn. Nhiều người đã học cái món ăn này và đem xuống Sài Gòn kinh doanh rồi. Nếu mà các bạn để ý thì sẽ có nhiều quán bán phở khô Gia Lai. Và đây là tô đồ ăn rất là đặc biệt và rất là ngon, gồm có bò viên, có bò tái. Bò tái ở đây ăn rất là mềm, rất là thơm nha các bạn. Bò làm tươi mỗi ngày luôn. Đó, các bạn có thấy mỗi một tô phở khô đi kèm với một chén nước lèo, một tô nước lèo bự như thế này. Có bò viên, có thịt bò tái. Cái chén sốt nhỏ là để chấm những cái thịt này nha các bạn. Lấy thịt bò với bò viên và chúng ta chấm vô cái chén sốt nhỏ đó trước mặt chúng ta. Buổi sáng ở đây có bán sữa đậu nành nữa nha các bạn, nên các bạn thích uống sữa thì các bạn uống sữa. Sữa đậu nành nóng, sữa đậu nành đá có đầy đủ luôn. Đó, rất là ngon. Thì bây giờ chủ quán người ta kêu mình là dùng cái chai nước sốt để trộn lên với bánh phở. Bánh phở ở đây thì tương đối giống với hủ tiếu. Nó khác với lại phở ở dưới Sài Gòn mình ăn. Nó giống với lại bánh hủ tiếu hơn. Đó, đây là cái tô thịt này các bạn. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi. Chưa kịp ăn nữa. Bò viên nè, rồi có cục sườn, rồi có bò tái. Và đây là cái chai nước sốt rất là đặc trưng của quán này. Ông chủ quán nói dùng cái chai này mình xịt vào cái tô bánh phở này, rồi chúng ta trộn lên, trộn đều lên. Thì trộn càng đều ăn sẽ càng ngon. Rồi ai muốn ăn giá thì bỏ thêm giá vô nha các bạn. Đó, quá ngon luôn. Mình xin nhắc lại, đây là quán phở khô hồng, số 22, 24
đường Nguyễn Văn Chỗi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Và đây là cuối cùng, tất cả đều ăn sạch tôm hết các bạn. Rồi các bạn nhớ địa chỉ này nha. Đó, quá là đông khách luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ dành một chút xíu thời gian chúng ta tham quan thành phố Pleiku. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi ăn món gà nướng ống tre ở một cái quán ăn đặc trưng tỉnh Tây Nguyên của người Gia Lai. Đây các bạn, đây là gà nướng ống tre nha các bạn. Gà rất là ngon luôn, rất là nóng và ăn rất là mềm. Cơm ống tre thì đặc sản của Tây Nguyên rồi, ăn rất là thơm, rất là bùi. Và đây là hình ảnh cô bé đang làm một cái món khác. Mình nhớ không lầm đây là món thịt nai. Thịt nai bỏ vô ống tre đó. Và cuối cùng là mình xin quay một chút xíu hình ảnh về cái khu ẩm thực người Tây Nguyên cho các bạn xem. Thì các bạn lên đây các bạn nhớ tìm đến những cái địa chỉ làng ẩm thực này. Có rất là nhiều cái hình ảnh và những cái biểu tượng đặc trưng của người Tây Nguyên, người miền núi Gia Lai. Ok, cuối cùng mình cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Clip này chủ yếu mình giới thiệu món phở khô của Pleiku cho các bạn xem, và một số hình ảnh về văn hóa ẩm thực cũng như là truyền thống của người Gia Lai. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Đừng quên bấm like video clip, bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Và bây giờ là chuyến hành trình mình ra sân bay, để mình từ thành phố Pleiku mình bay ngược trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhớ bấm like video clip để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip đến thời điểm này. Chúc các bạn thật nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Nếu có dịp lên Gia Lai, lên Pleiku, hãy nhớ ghé ăn quán phở khô tên là Hồng ở số 22-24 đường Nguyễn Văn Chỗi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.